gỗ xếp hình que gỗ. Các bạn biết không, xếp hình là một trò chơi thư giãn nhưng vô cùng thú vị, có thể rèn luyện trí nhớ và khả năng phán đoán của người chơi đó. Nido khéo tay kỳ này, Wally sẽ hướng dẫn các bạn cách tự làm bộ xếp hình đơn giản từ que gỗ nha. Để thực hiện bộ xếp hình, chúng ta cần chuẩn bị que gỗ loại lớn, bút chì, bút lông đen và bút lông có màu, băng keo giấy và kéo. Đầu tiên, ta hãy xếp que gỗ thành một mặt phẳng. Sau đó, cố định mặt phẳng gỗ bằng băng keo giấy các bạn nhé. Khéo léo lật mặt sau lại. Dùng bút chì phác thảo bức tranh mà mình muốn nào. Đặc biệt, tô màu bức tranh này bằng bút lông các bạn nha. Sau khi đã hoàn thành bức tranh, hãy khéo léo lật mặt sau tấm gỗ lại. Gỡ băng keo ra và xáo trộn thứ tự các que gỗ nào. Xếp thanh gỗ lại thật gọn gàng và cố định bằng một sợi dây nhé. Xếp hình được thực hiện thật dễ dàng đúng không nào? Cùng trao đổi cho nhau và trải nghiệm thành quả mà chúng mình đã làm nhé. Chúc các bạn có khoảng thời gian thật vui vẻ và thư giãn với bộ xếp hình tự làm của mình nha. Wally xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bộ xếp hình que gỗ. Các bạn biết không, xếp hình là một trò chơi thư giãn nhưng vô cùng thú vị, có thể rèn luyện trí nhớ và khả năng phán đoán.